À, cô gái của ba này giỏi quá ta. Không có đi chơi hả con? Nhà có hai cha con, nhiều khi ba nói chuyện ba tưởng ba nói chuyện với vách tường không đó chứ. Chứ giờ ba muốn sao? Lúc mà con trả lời á thì ba nói là con hỗn láo, sức sược. Còn con mà không trả lời á thì ba cũng chửi con. Cái gì vậy con? Con đau quá ba ơi. Tôi có làm ba sợ mà con. Thằng Hồng có thằng Mốn đâu? Đưa con chủ đi bệnh viện đi. Ráng chịu đựng đi con. Tôi có làm ba sợ mà con. Cậu Bảo, có một bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu, được cho là suy thận nặng, cần phải mổ gấp đó. Có người cho thận chưa? Ừ, chuyện này... Sao vậy? Hiện tại thì bệnh viện của chúng ta đã tiếp nhận nhiều ca mổ thận khẩn cấp. Bên cạnh những ca khác á, cũng cần phải thay thận. Quả thận lần này... Anh đã kiểm tra mức độ tương thích chưa? Nếu như trong tình trạng khẩn cấp á, chúng ta có thể ghép cho cả hai người. Nhưng mà bây giờ chỉ có một quả thận á, thì theo tôi nghĩ chúng ta nên tiến hành theo thứ tự trước sau. Bác sĩ Ân nè, anh còn nhớ chuyện tôi đã nói với anh chứ? Nếu như tôi với anh cùng hợp tác á, thì đôi bên cũng có lợi. Còn không thì kết quả không tốt cho cả hai đâu. Tôi nghĩ là anh sẽ không dại dột mà làm như vậy. Bởi vì tất cả giấy tờ liên quan đều có chữ ký của anh. Tôi không có đùa đâu. Nếu anh biết điều thì mọi chuyện sẽ ổn. Bây giờ tôi đi thăm bệnh nhân trước. Rồi có gì tôi sẽ báo với anh là sẽ mổ cho ai. Rồi sao? Cái gì? Biết bao nhiêu bệnh viện, biết bao nhiêu quả thận mà không được cái nào à? Tao đã có nói với mày rồi, mày ngu lắm. Bây giờ tao không cần biết. Kể từ giờ phút này, mày tìm làm sao cho được cho tao một quả thận cho con gái của tao. Bao nhiêu tiền tao cũng chi hết. Nè, tao mong muốn nghe, lần sau á mày điện cho tao á là tin tốt nghe. Không thôi mày đi chết đi. Con à, ba không tin là ba có tiền như vậy mà không tìm được quả thận cho con. Tất nhiên là mua được chứ, nhưng để có quả thận tương thích thì rất là khó. Ý của cậu là dù ông có nhiều tiền cũng không thể cứu được con gái ông vì không có thận tương thích. Tôi là bác sĩ theo dõi hồ sơ bệnh án của cô Quỳnh. Tôi thay mặt bệnh viện đến đây để thông báo cho ông là chúng tôi chưa có thận tương thích để ghép cho con gái ông. Khi nào có, chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình. Chào ông. Khoan đã, cậu cứ nói đi. Có thận thay cho con gái của tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chi hết. Thật ra ở bệnh viện chúng tôi có một quả thận tương thích như cô ấy, nhưng mà chúng tôi không thể, vì cô Quỳnh là người đến sau. Cậu nói sao vậy? Chính cậu khám cho con gái tôi, biết tình trạng con gái tôi nó nguy cấp như thế nào mà, tại sao không thay cho nó? Đó là nguyên tắc của bệnh viện, chúng tôi không thể nào làm được gì khác. Bỏ cái nguyên tắc đó đi, cậu cứ lấy quả thận thay cho con gái của tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng lo hết. Tôi biết ông là ông hoàng của Kim Cương, tiền bạc đối với ông không thành vấn đề, nhưng mà nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Xin lỗi ông. Nè cậu, còn chức viện trưởng thì sao? Viện trưởng của một bệnh viện lớn nhất Sài Gòn này, cậu thích chứ? Mình chỉ muốn ra giá cao hơn, không ngờ ông ta còn có thể dùng tiền để mua cả quyền lực cho mình.
cũng như không quyền không thế mà ông Thuận đã coi thường mình. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Có nhiều bác sĩ phấn đấu cả đời luôn vậy mà không leo lên được chức viện trưởng. Còn cậu, cậu ở bệnh viện này cùng lắm là lên được chức trưởng khoa là hết. Không, nếu mình có thể cưới Mai thì cái chức viện trưởng kia rồi sẽ là của mình thôi. Vấn đề là ông Thuận không chấp nhận mình. Cơ hội chỉ đến có một lần, tốt cho cậu và tốt cho tôi. Xong chức viện trưởng, tôi biết khóc cho cậu vài tỷ xài chơi. Cả đời cậu làm bác sĩ chưa chắc cậu kiếm được. Tôi xin lỗi, tôi gả con gái của tôi cho cậu luôn. Cậu biết rồi đó, con gái của tôi là cành vàng lá ngọc, đàn ông đã xếp hàng dài còn hơn 60 công nữa. Tôi gả luôn. Tôi không thể, không thể từ chối món lời quá lớn từ ông. Tốt, tốt lắm. Nhưng hy vọng ông giữ lời hứa của mình. Yên tâm đi, Tư Mạnh này nói được là làm được. Đây là hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân họ sẽ mổ trong tuần này. Bây giờ em hãy thông báo cho ekip để họ chuẩn bị. Dạ. Em nhớ ghi đúng theo thứ tự nha. Dạ em biết. Bác sĩ ơi, tôi có gì cần trao đổi với anh. Nè, em làm đúng nhìn dặn nha. Dạ em biết rồi. Anh chuẩn bị tiến hành phẫu thuật thay thận gấp. Vậy là cuối cùng bé Nhi cũng được mổ thận rồi. Ai nói anh sẽ mổ cho bé Nhi? Chúng ta sẽ mổ cho cô Quỳnh trước. Nhưng mà như vậy làm sao được bác sĩ Bảo? Tại sao không? Bé Nhi là người đến trước mà. Tôi là người quyết định hay là anh? Tôi đã xem qua kết quả xét nghiệm, tôi thấy là cô Quỳnh cần mổ trước. Nhưng mà nè, anh lo cái gì vậy? Anh lo là số tiền anh nhận từ gia đình bé Nhi. Và số tiền đó anh đã dùng hết cho những gián bài thâu đêm. Cậu, cậu dám theo dõi tôi? Được, cậu đã dám làm sai quy trình, tôi sẽ báo chuyện này lên ban giám đốc. Anh báo đi. Anh nên nhớ, trong tay tôi đang cầm tờ khai khi anh nhận tiền của gia đình bé Nhi. Ban giám đốc sẽ tin ai, tôi hay là anh? Bây giờ nếu khôn thì hãy đem trả số tiền kia lại cho người ta. Nếu hết á thì cứ nói, tôi sẽ giúp đỡ anh. Sau đó thì làm thủ tục để tiến hành nhận thận và mổ gấp. Chúng ta không có quyền lựa chọn. Ông Tư Mạnh là một người có máu mặt trong giới Kim Hoàng. Ông đã không ngại bỏ ra một số tiền lớn cho vụ này, cho nên là tôi cũng không còn cách nào khác. Anh biết sẽ ra sao khi đối đầu với ông ta rồi chứ. Được, chúng ta sẽ mổ cho cô Quỳnh. Đi chuẩn bị đi. Cô đưa lại hết hồ sơ cho tôi. Dạ. Được một bác sĩ xinh đẹp chăm sóc, mấy con cá này đúng là hạnh phúc đó. Mình nói chuyện nha. Dạ. Cho anh thử nha. Dạ. Quá. Đúng là thú vui đó. Dạ.
Ủa, mà sao vậy? Ừ, sao lo cho cá mà không lo cho mình? Mình gọi đồ ăn sáng đi. À, từ từ tụi con. Dạ. Đó, rồi. Con ngồi con nghỉ đi. Dạ. Từ từ nghe con. Rồi. Mai Phước về được tới nhà, chơi bệnh viện mấy bữa nữa, chắc bà còn chết quá. Bà thấy máu bà sợ. Thiệt tình á, con đã nói bà về đi rồi, con tự lo được. Đã ở trong bệnh viện đó rồi, con bấm nút là gọi dịch vụ được mà. Con gái ba nói chuyện gì kỳ vậy? Con gái ba để bà lo. Với hơn nữa, thôi đừng có nói ba cái chuyện này nữa. Bây giờ con chỉ lo nghỉ ngơi thôi. Rồi đợi dì ba lên á, thì ba kêu dì ba nấu những món con thích để con ăn, con bổ sức khỏe. Nghe con gái. Dạ. Nhớ nghe. Mà ba à, con nói cái này nè. Hả? Cũng may thiệt ba ha. À, vừa vô bệnh viện một cái là có thận cho con thai liền luôn. Nếu mà không có thận thai liền chắc bây giờ cũng không may đâu ba. Cũng may. May lắm. Em nghe nói là anh mới mổ thay thận thành công cho một bệnh nhân có tiền sử bệnh khó, đúng không? Mà bây giờ bệnh nhân đó hồi phục tốt lắm đó nha. Công nhận anh giỏi thiệt. Em mới là giỏi đó. Đúng không hổ danh là nhà quản lý. Theo sát anh giữ ta. Chứ sao. Nói thiệt chứ, kể từ khi anh vào bệnh viện, em luôn quan tâm tới ca mổ và bệnh nhân của anh. Em mới thấy là công nhận em chiêu mộ vào bệnh viện một bác sĩ á, trung thực mà còn tốt bụng giống như anh nữa. Chỉ tiếc là ba em không nghĩ như vậy thôi. Em xin lỗi anh nha. Không có gì đâu Mai. Em đừng có thấy ái náy như vậy. Em đâu có liên quan gì tới chuyện này. À, anh nè, em mới đề bạt cho anh lên làm trưởng khoa nữa đó. Nhưng mà Mai à, không cần đâu. Anh tin á, rồi sẽ có một ngày ba em sẽ thấy được năng lực của anh giống như em thấy. Anh không thích sự gượng ép, cho nên em không cần gì anh mà phải làm vậy đâu. Anh cảm ơn. Anh biết nghĩ như vậy á, là em thấy an lòng rồi. Em chỉ cảm thấy tiếc là em không giúp được gì cho anh hết. Nếu em cảm thấy áy náy, anh có một cách. Cách gì? Nhanh chóng dành tình yêu cho anh đi, để anh khỏi phải chờ đợi nữa. Anh cứ chọc em hoài hả? Mai. À, đi với tao chút xíu. Chào Ngọc. Thôi em đi với Ngọc một chút nha. Anh ở đây nha. Dạ em chào anh. Bây giờ chúng ta chuẩn bị 1 tỷ hay là 10 tỷ vậy ông chủ? Ông chủ bị đau mắt hả ông chủ? Ba, ba làm cái gì mà chuẩn bị nhiều tiền quá vậy? Ba giấu con chuyện gì phải không? À, không không, ba đâu có giấu con gì đâu. Chuyện làm ăn của ba mà, có gì đâu ba giấu con. Không có sao đâu con. Ba, nói thiệt cho con biết đi. Ba nhìn thẳng vô mắt con mà trả lời con nè. Ba đang bị đau mắt mà. Anh Mớm. Dạ. Anh nhìn thẳng vô mắt ba em đi. Ông chủ đang bị đau mắt sao em dám nhìn cô chủ? Ba này con. Ba có chuyện gì giấu con phải không? Ba trả lời con đi. Ba không có giấu mà. Cái gì vậy con gái? Con có sao không vậy? Cái gì vậy con? Quên. Cái gì vậy? Ba nói đi. Bây giờ tình hình nguy kịch lắm rồi. Bây giờ 1 tỷ hay 10 tỷ ông chủ nói đi, con chuẩn bị liền. Mày chuẩn bị chết đi. Chuẩn bị chôn mày đi. Mày đi ra khỏi nhà tao liền. Đi. Cái thứ ăn hại. Ba không có giấu con. Sao ba không nói cho con biết sự thật? Được, con bình tĩnh lại đi. Ba nói hết. Cả bệnh viện Sài Gòn này chỉ có một quả thận tương thức để thay cho con. Ba mời bác sĩ Bảo ra, ba nói chuyện. Lúc đó ba rối quá, ba huy động tất cả tiền, quyền và cả tình yêu để trao đổi với nó. Nhờ vậy con mới có thận tương thích để con thay đó. Vậy còn người ta thì sao hả ba? Người ta... Nếu người ta không có thận thì người ta sẽ không sao hả ba?
người ta bị nhẹ không con? Có thiệt không ba? Ba nói thiệt, ba thề. Ba không hề nói dối con. Đừng khóc nữa nghe. Nhưng mà con có chuyện muốn hỏi ba. Con cứ hỏi. Tình yêu á, tình yêu của ba làm gì còn mà ba đổ cho bác sĩ Bảo? Đâu phải tình yêu của ba. Không lẽ tình yêu của anh Móm? Anh Móm không có cửa. Vậy thì tình yêu của con. Tình yêu của con? Tại sao ba lại làm như vậy? Con người gấp quá. Với hơn nữa tính mạng của con mới quan trọng. Ba trao hết tất cả để giữ mạng sống cho con. Ba làm như vậy làm sao mà được? Con làm sao mà ba có thể gả con cho một tên bác sĩ gian xảo, có thể đổi tính mạng của con người bằng tiền hả ba? Nhưng mà dù gì nó cũng là ân nhân của mạng con. Nó là bác sĩ, nó có tương lai mà. Bác sĩ gì mà mất nhân tính? Bác sĩ gì mà bán rẻ sinh mạng con người? Quỳnh à, ba không nghĩ tới suy nghĩ của con. Quỳnh, con ghét ba. Quỳnh, con không cần. Con ghét ba. Thằng Hôn, thằng Mốm đâu? Tụi mày đâu rồi? Dạ. Thằng Hôn dạ. Đâu? Dạ dạ dạ. Dạ con là ông Vũ. Mày đây thằng Hôn đâu? Dạ đứng ngoài cổng ông Vũ. Tụi mày đi theo bảo vệ nó. Dạ. Ủa bảo vệ nó là bảo vệ cô chủ hay bảo vệ thằng Hôn? Mày giỡn mặt với tao hả? Bảo vệ cô chủ. Cô chủ mà có chuyện gì á, tao cạo đầu mày. Đầu con mới cạo ông chủ rồi. Trời ơi. Cái thứ ăn hại gì đâu không à.